Đây ba cái sáo đô la pha của em đây. Trời, nó hơi tối một chút. Riêng cái la này là cây 300 nhé. Tặng em cái la 300. Khuyến mại Tết. Tất cả đều đẹp. Nửa thẳng và tròn. Bây giờ anh sẽ test âm luôn này. Anh bận quá chắc cũng chỉ test được đại diện một số bài thôi. Không có thời gian thổi nhiều. Yên tâm là anh trước đây anh test kỹ lắm rồi. Quá trình làm là phải test rất kỹ rồi. Cây sáu la cây này hoàn hảo luôn. Tiếp theo là cái pha trầm. Bài một bài nhạc buồn đi. Ba cây tổng với em là 630.000.
tặng thêm cái la này, không tặng thêm một cái la này khuyến mại lên là cái 300 nhé em nhé.